Tiếp theo chúng ta sẽ qua Google Drive và thiết lập một vài tùy chọn. Và đây là Gmail, chắc các bạn đã quen với nó lắm rồi. Bây giờ các bạn bấm vào biểu tượng này. Bấm vào Drive. Tương ứng với một Gmail các bạn có một Google Drive và chứa 15GB của chúng ta. Tôi bấm vào đây. Lập tức Google chuyển qua phần Google Drive. Ở đây Google Drive đang cải thiện một giao diện mới. Tôi đóng luôn. Chúng ta bỏ phần này đi. Ở đây có phần hướng dẫn sử dụng. Tôi không dùng. Tôi bấm vào đây và chuột phải xóa. Remove. Các bạn muốn chuyển đổi tiếng Việt chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào setting. Bấm vào phần setting này. Chúng ta chọn chuyển đổi ngôn ngữ. Các bạn chuyển về Việt Nam là được. Bấm qua đây. Tôi chọn tiếng Việt. Và chúng ta nhấn Done. Vậy là chúng ta đã Việt hóa Google Drive rồi. Sau khi chúng ta setting xong, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo thư mục và chúng ta bắt đầu upload tài liệu. Để tạo thư mục, các bạn bấm vào tạo mới. Chúng ta tạo thư mục. Ở đây chúng ta đặt tên thư mục, ví dụ tôi đặt 001. Sau đó chúng ta enter. Các bạn đã có thư mục này rồi. Để quản lý vùng nhìn đơn giản hơn, tôi bấm về dạng hiển thị list. Trong thư mục này, tôi nhấp đúp vào trong. Các bạn làm như trên computer mà thôi. Tôi có thể tạo một thư mục con nữa. Chúng ta tạo. Ở thư mục này, chúng ta có thể cho hiển thị dạng danh sách để chọn. Rất dễ phải không các bạn? Tôi bấm vào thư mục con này. Để upload tài liệu, tôi bấm vào phần này. Tải tệp lên. Và tôi chọn tệp này. Các bạn upload. Quá trình upload nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào đường truyền của chúng ta. Tôi chọn một tệp tương đối nhẹ để upload nhanh hơn. Sở dĩ chúng ta chọn Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây để dùng vì chia sẻ tài liệu khá dễ dàng và quản lý file giống như trên máy tính vậy. Chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều tài liệu và quản lý trong một Gmail. Nếu như các bạn có khoảng 1.000 tài khoản Gmail, tương ứng với 1.000 tài khoản Google Drive, các bạn có thể chia sẻ cho một tài khoản. Chúng ta có thể kiểm tra và quản lý dễ dàng. Bây giờ file chúng ta đã lên rồi. Tôi bấm vào tắt đi. Nếu như up lên thế này, các bạn muốn download thì đơn giản thôi, các bạn bấm vào nó. Chuột phải vào chúng ta có thể tải xuống được. Nhưng cách này chỉ ứng dụng cho tài khoản của bạn và mình bạn sở hữu thôi. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn chia sẻ cho nhiều người sở hữu thì chúng ta phải cài đặt chia sẻ. Chúng ta chọn một hoặc nhiều file. Sau đó các bạn chọn rồi. Ở đây có thư mục là dấu cộng. Chia sẻ. Tôi bấm vào đây. Ở tùy chọn chia sẻ này chúng ta chú ý. Tôi bấm vào phần thay đổi. Công khai trên web tức là bất kỳ ai có đường link này chúng ta cũng có thể download được. Bất kỳ ai có liên kết thì ai có liên kết cũng có thể download được về. Còn nếu như bạn để những người nhất định này thì chỉ có bạn hoặc là một vài người nhất định các bạn chia sẻ thì mới sử dụng và đó là tài liệu này thôi. Vì vậy để an toàn chúng ta bấm vào phần bất kỳ ai có liên kết thì bạn có thể chia sẻ cho nhiều người hơn. Chú ý rằng ở đây chúng ta có phần có thể xem, tức là chỉ có thể xem mà thôi, hoặc là có thể nhận xét. Nếu như có thể chỉnh sửa thì người đó có quyền xóa file của bạn đi. Để an toàn chúng ta để có thể xem và chúng ta cùng nhau lưu lại. Bây giờ các bạn chép liên kết này và post lên một diễn đàn nào đó hoặc là cho một người bạn đang cần dùng và họ sẽ bấm vào đây và chúng ta có thể download về được. Sau khi làm xong điều này chúng ta bấm vào đã xong.